Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Rock Channel. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một số kinh nghiệm về cái cách tạo tài khoản trang trại, có nghĩa là tạo một cái tài khoản thứ hai để dùng để cho mục đích là đi farm RRS, đi đào RRS với tốc độ nhanh hơn cái tài khoản chính. Tại vì sao nó nhanh hơn tài khoản chính? Bởi vì tài khoản chính thì anh em đã dùng tất cả các thứ để nâng cho công nghệ lính, thì ở cái tài khoản trang trại này thì anh em sẽ làm ngược lại với cái tài khoản chính. Đó là cái mục đích để anh em tạo cái tài khoản trang trại thứ hai. Bởi vì chơi ở cái cấp độ mà nhà chính level 21, anh em sẽ cần khoảng rất là nhiều RRS. Phải gọi nếu mà một tài khoản thì cứ farm mãi vẫn không bao giờ đủ RRS để anh em có thể up, để anh em có thể up được cái công nghệ và chain lính và nâng nhà. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cách để anh em chơi cái tài khoản trang trại với tốc độ thu gom được tốt nhất. Ok, thì ở cái cách tạo tài khoản thì anh em biết hết rồi, thì cũng tạo như là cái tài khoản chính thôi. Sau đó khi mà vào tạo xong tài khoản thì anh em lưu ý là nâng cấp những cái nhà trang trại như thế này, ví dụ như là mỏ đá, nông trại, nhà máy gỗ và mỏ vàng lên cấp tối đa mà anh em có thể ưu tiên. Cái đó là ưu tiên đầu tiên để nâng. Sau đó anh em sẽ ưu tiên để nâng cái chợ phiên, này là cái thứ hai. Tại vì sao mình nói cái ưu tiên nâng cái chợ phiên là bởi vì anh em nâng cái chợ phiên thì khi mà anh em chuyển red cho cái tài khoản chính á, mình sẽ không bị đánh thuế. Cái tỷ lệ đánh thuế nó sẽ giảm đi, thì anh em sẽ mất ít RRS hơn cho thuế. Đó là cái mục đích mà anh em sẽ nâng chợ phiên lên cấp tối đa. Cái thứ ba mà mình cũng nhắc với anh em khi chơi tài khoản trang trại, tạo một cái tài khoản trang trại, đó chính là anh em sẽ không ưu tiên nâng công nghệ lính và những công nghệ này, mà anh em ưu tiên nâng những cái công nghệ liên quan đến sản xuất RRS. Đó là tất cả những cái công nghệ này anh em sẽ phải nâng lên cấp tối đa. Những cái công nghệ này nó không mất nhiều thời gian đâu nha, anh em lưu ý nhé, không mất nhiều thời gian. Bởi vậy anh em sẽ tập trung nâng những cái này để con chỉ huy của mình nó có thể đi đào RRS với tốc độ nhanh nhất. Đó là cái đặc điểm thứ ba mà mình muốn lưu ý với anh em. Một cái điểm thứ tư mà mình muốn lưu ý với anh em về cái tài khoản trang trại, nó chính là con chỉ huy. Thì mới ở giai đoạn vào chơi thì anh em sẽ rất là dễ để có được con chỉ huy này. Đó là con chỉ huy bắt binh đoàn với tốc độ thu gom là 10% và thưởng trọng tải 10%. Rất là dễ lên và lên rất là nhanh ở con chỉ huy này. Thì anh em lưu ý tập trung nâng cho nó lên tới cái kỹ năng thứ ba, đó là thưởng tốc độ thu gom và thưởng tải trọng. Đó, anh em lưu ý nâng cho mình lên con này, lên cái kỹ năng thứ ba càng nhanh càng tốt. Và cái tài năng để anh em lưu ý cộng những cái này cho mình, cộng 3 cái điểm thu gom tài nguyên ưu tiên cho nó như vậy. Thì ở cái level khoảng 20 đến 30 là anh em ngưng, không nâng nữa. Tiếp theo một con chỉ huy thứ hai mà ở giai đoạn đầu game anh em vào chơi cũng rất là nhờ lên rất là nhanh, đó chính là con Saka. Thì ở con này anh em cũng nâng cho mình lên tới cái kỹ năng thứ hai là thưởng tốc độ thu gom, và cái kỹ năng thứ ba là thưởng trọng tải. Đó chính là con chỉ huy thứ hai mà mình muốn anh em cố gắng nâng cho nó lên càng nhanh càng tốt, và nâng cấp độ level là level 30 là hai con chỉ huy. Con thứ chuyển thứ ba mà mình muốn anh em nâng nó chính là con này, cũng rất là dễ lên, đó chính là con Gaius. Con Gaius này thì anh em cũng cố gắng nâng những cái kỹ năng này, nó rất là thu gom thực phẩm rất là nhanh, mà cái tốc độ thu gom 20% và thưởng trọng tải 30%. Con chỉ huy này cũng lên rất là nhanh. Đó, thì anh em lưu ý những con này mình cố gắng đạt ở cái level 30, nó không phải là khó nha anh em. Ba con chỉ huy đó đạt ở tốc độ 30 rất là dễ, không khó. Bởi vậy anh em cố gắng ưu tiên nâng những con đó, bởi vì mục đích mình tạo tài khoản trang trại là để đi thu gom thực phẩm, thu gom RRS. Chính vậy ba con chỉ huy đó sẽ là ba con chỉ huy mà anh em ưu tiên nâng lên đầu tiên. Thứ nhất là con Bắc Binh Đoàn, thứ hai là con Gaius, và thứ ba là con Saka. Ba con này anh em ưu tiên nâng lên đầu tiên cho nó,
để cho nó đi thu gom. Thì trong vòng chỉ tầm khoảng 1 tháng thôi, anh em sẽ có đạt được cái tài khoản trang trại với cái tốc độ thu gom rất là nhanh hơn cả cái tài khoản chính. Đó là cái mà mình muốn chia sẻ với anh em, là cái cách chơi mà tạo tài khoản trang trại. Một điểm cuối cùng là trên lính. Thì ở đây nó có những cái loại lính như thế này: T1, T2, T3. Giai đoạn đầu anh em sẽ có T1, thì anh em có thể trên chỉ cần T1 là được rồi, không cần phải trên T2, T3 làm gì cả. Nếu mà được thì anh em sẽ sau này anh em sẽ từ từ anh em úp nó lên T3, bởi vì lính càng cao thì cái tải trọng của nó càng lớn, thì mình sẽ không phải mất quá nhiều lính để nằm trong một cái mỏ farm. Thì sau này nó anh em úp sau, nhưng mà giai đoạn 1 tháng đầu anh em cứ trên cho mình cái xe T1 này nè, để anh em đi farm. Thì cái tốc thứ nhất, cái tốc độ di chuyển nó nhanh. Thứ hai là mình sẽ không phải mất nhiều speed để mình úp. Mình sẽ để dành những speed đó cho những cái sự kiện sau này. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình về cái cách tạo tài khoản trang trại, làm sao cho nó tối ưu và hợp lý nhất. Thì hy vọng là anh em sẽ có một cái tài khoản trang trại với cái tốc độ thu gom sẽ nhanh hơn tài khoản chính rất là nhiều. Ok, thì clip đến đây là hết rồi. Thì hy vọng nếu mà thấy hay thì anh em cho mình xin một like, một sub kênh, để mình có động lực mình làm những clip khác cho anh em nhé. Rồi, xin chào anh em.